trò mình đã tạm chia xa nhau một khoảng thời gian dài vì nghỉ dịch. Thì đến tận hôm nay thì cô trò mình mới được gặp lại nhau. Trước khi nghỉ dịch ý, thì cô trò mình đã đi được 4 chương đại số giải tiết lớp 11. Thì các bạn còn nhớ là 4 chương đại số giải tiết lớp 11 của các bạn chương nào không? Các nào nói cho cô nào? Em thưa cô, 4 chương đầu tiên đó là chương lượng giác, chương tổ hợp xác suất, chương dãy số và cuối cùng là chương giới hạn. Và hôm nay thì lớp mình sẽ đi nốt một chương cuối cùng, đó là chương đạo hàm, chương 5 đạo hàm của các bạn. Thì các bạn nhớ là cái chương 5 này tại sao mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã xếp cho các bạn ở chương cuối cùng? Bởi vì cái chương 5 này của các bạn là quyết định toàn bộ 7 chương lớp 12. Và mong rằng là các bạn sẽ cố gắng học tập chung tốt cái chương này cho cô để tất cả kiến thức lớp 12 các bạn được tốt nhất. Thì buổi hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn là 15 công thức cơ bản về cách tính đạo hàm, các hàm đa thức, hàm vô tỉ, hàm hữu tỉ, tóm lại là tất cả các hàm liên quan đến các hàm toán sơ cấp, được chưa? Thì trong sách khoa các bạn ấy, thì giới thiệu các bạn khoảng 45 công thức cơ bản thôi, nhưng tuy nhiên là cô đã chia nhỏ từng công thức để các bạn đầy đủ 15 công thức mà thường gặp trong bài toán các bạn. Thì hôm nay là các bạn sẽ học luôn cái bài toán tính đạo hàm thức cho cô nhé. Các bạn vào một la mã này đi cô. Tính đạo hàm bằng công thức. Một nhỏ là xét cho cô định nghĩa. Định nghĩa. Ghi đi ạ. Cho hàm số y và bé bích. Nếu hàm số là y bằng fx thì có đạo hàm sẽ là f fx, các bạn nhớ đơn giản là tôi thế thôi. Còn thực ra các bạn bài đạo hàm của các bạn còn một buổi về riêng về cách tính đạo hàm bằng định nghĩa, cô sẽ dạy riêng các bạn sau, để cho các bạn học trước cho cô buổi như này đấy nhá. Về các bạn như cô là hai nhỏ là các công thức cần nhớ, các công thức cần nhớ nhá. Học nhớ kỹ bài này, bài rất là quan trọng. Công thức thứ nhất mà các bạn phải ghi này, ghi cô nhá, một nhỏ xíu xíu thôi, được, là y bằng c khi y phẩy bằng không, và bằng với c là hàm số nhá, với c là hàm số này, được chưa? Ví dụ luôn nhá, tôi ví dụ một luôn, ví dụ là y bằng 3 khi y phẩy bằng không. Vậy thì sau này nhớ là tất cả những hàm số mà là hàm số thì y phẩy sẽ bằng không, được chưa? Cái thứ hai của các bạn, cái thứ hai là y bằng x thì y phẩy của bạn bằng 1, được chưa? Và ví dụ chính là nó luôn. Công thức thứ ba là y bằng k nhân x thì y phẩy bằng k. Ví dụ nhé, ví dụ này là y bằng 3x ạ, thì y phẩy của bạn bằng 3. Tức là thế nào? Các bạn nhớ này, công thức tính đạo hàm y bằng kx thì y phẩy bằng k, có nghĩa là khi tính y phẩy của biểu thức y bằng kx thì y phẩy bằng mỗi hệ số k, được chưa? Vì x phẩy bằng 1. Công thức thứ tư chắc là cô này, là y bằng x mũ alpha thì y phẩy của bạn bằng alpha nhân với x mũ alpha trừ 1, được chưa? Ví dụ nhé, là y bằng x mũ 3 thì y phẩy các bạn nhé bằng 3, hạ 3 xuống 3 x mấy, được chưa? Nhớ nhá, y bằng x mũ alpha thì y phẩy các bạn bằng alpha x mũ alpha trừ 1, được chưa? Công thức thứ 5 các bạn ghi nhỉ, y bằng tan x, được chưa? Thì y phẩy của các bạn, được chưa? Bằng 1 trên 2 tan x, một trên hai căn x nhé. Công thức thứ sáu, ví dụ là nó luôn,
y bằng k trên x được chưa? Thì y phải các bạn ấy bằng trừ k trên x mình. Chúng ta có thể cho ví dụ nào? Ví dụ cái câu này là câu rất hay nhầm, các anh chị lớp 12 nhầm rất là nhiều nhá. Là y bằng 1 trên x ạ, câu rất hay đi luôn. Được chưa? Thì y phải các bạn ấy ạ bằng trừ 1 trên x mình. Nhớ nhá. Không có thứ bảy, các bạn phải nhớ. Y bằng u nhân v thì y phẩy chưa bằng u phẩy v cộng với v phẩy u chưa. Ví dụ nhé, ví dụ này là y bằng x đi nhân với x cộng 2 chẳng hạn chưa. Ví dụ như thế thì nào, thì y phẩy bằng x phẩy đúng không ạ, nhân với x cộng 2 cộng với x cộng 2 phẩy nhân gì ạ, nhân x nhá. Các bạn chuyển viết cho cô này, x phẩy bằng 1 đúng không ạ. Các bạn nhớ cho cô luôn này, y bằng x nhá, vậy y bằng x cộng trừ bao nhiêu thì phẩy là bằng 1 hết, con này bằng 1 đúng không ạ, nhân với x cộng 2 cộng với con này bằng 1 đúng không ạ, nhân với gì ạ, với x đúng không ạ. Viết cho cô luôn, con này sẽ bằng x cộng 2 cộng x là bằng 2x cộng 2. Được chưa? Xong chưa? Xong bên này chưa? Cô có bạn nhé. Đây là toàn bộ phần hàm x thôi. Lát nữa mình sẽ đóng cái hàm của u, hàm hợp của x, được chưa? Và buổi hôm sau ấy, thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn đạo hàm của ba hàm siêu việt. Thì đầu tiên là mình sẽ học hàm lượng giác siêu nhé. Bằng 2x cộng gì ạ? Cộng 2 cộng với 0 đúng không?
cô này các bạn chỉ cần hai cái tổ điện cộng hai nhá. Chép một cẩn thận nào, chơi chép sang bên này đi. Bên này xong chưa các bạn nhá? Các bạn nhớ nhé, các bạn có khoảng 10 công thức. Cho các bạn 10 công thức là 10 công thức cái phần đa thức nhất. Thế sau đó thì các bạn sẽ có một thêm một cái công thức là về hàm hợp ấy nhé. Hàm hợp thì các bạn phải nhớ là gồm những loại công thức nào. Thì tí cô sẽ liệt kê riêng cho các bạn nhé. Công thức thứ 10 các bạn này là Y bằng U nhân V. Chưa? Công thức cô để tên thêm nhé, U nhân B này nhân W, được chưa? Thì Y phẩy này, nhớ này, bằng U phẩy V W cộng V phẩy U W cộng với lại W phẩy U V. Tức là từng con phẩy một như thế nào, được chưa? Ví dụ nhé, cho ví dụ là Y bằng XD nhân với x cộng 1 nhân với gì ạ? X bình chẳng hạn. Đấy, bạn như thế nhá. Thì y phẩy của bạn, bạn áp dụng công thức thôi, không có vấn đề gì cả. 1 đúng không? Đây là các bạn ghi cô để kê ra là x phẩy nhân với x cộng 1 này, nhân với x bình đúng không? Cộng với lại x cộng 1 phẩy nhân x nhân với x bình, được. Cộng tiếp với lại gì ạ? X bình phải nhân x nhân với x cộng 1 đúng không? Tất nhiên là sau này mà thành thọng tức thì các bạn có nhiều cách làm lắm con này lắm. Con này x phải ở 1 nhá, tức là con này sẽ bằng x cộng 1 nhân với gì ạ? Nhân x bình này đúng không? Cộng với này, chỗ này x cộng 1 phải bằng 1 nhá. X này nhân x bình cộng với x mũ 2 phải bằng 2x nhân với x, được chưa? Nhân với x cộng 1 cộng 1. Thảo tính nhanh cho cô kết quả bao nhiêu nhé. Cuối cùng đi. Thấy chưa? Đấy là toàn bộ 10 công thức phần hàm x, thấy chưa? Cô sẽ giới thiệu cho các bạn thêm 4 công thức hàm u và 1 công thức tính nhanh của hàm với tỉ nữa nhá cho các bạn. Bởi vì thực ra là cô sẽ nêu những công thức mà thường gặp hay như các bạn thôi, thấy chưa? Còn những công thức mà các bạn sau này có thể phát triển nhiều thức khác ở lớp 12 mình giới thiệu nghe. Lớp 11 mình chỉ học chắc phần lớp 1 đã. Thảo tính nhanh cho cô nghĩ nhắc cho Giang nhé. Chưa? Đấy là toàn bộ 10 công thức ở bộ hàm x nhé. Và các bạn phải nhớ kỹ cho cô, buổi sau là cô sẽ kiểm tra với các bạn, thấy chưa? Thế còn đâu thì bây giờ mình sẽ đi lớp hàm u. Hàm u là hàm gì? Tôi vừa giới thiệu cho các bạn rõ là các bạn hiểu đã nhé, thấy chưa? Tức là như này, không phải lúc nào các bạn tính cái đạo hàm các bạn có sẵn x như thế này, thấy chưa? Đấy, và nó yêu cầu các bạn tính một biểu thức của x thì bạn phải có một công thức phù hợp để mình tính biểu thức đấy, thấy chưa? Thì cô sẽ nêu cho các bạn 4 công thức của hàm hợp như sau. Thứ nhất là công thức thứ 11 các bạn, là y bằng gì ạ? Căn u mở ngoặc u ấy là hàm của x. Hàm của x thì các bạn phải hiểu là hàm của x như thế nào. Sẽ qua chỉ nói cho các bạn là hàm của x thôi. Hàm của x có nghĩa là một biểu thức của x, được chưa? Biểu thức liên quan đến x nhá. Thì công thức tính y phẩy của nó ấy, y phẩy sẽ bằng gì? Bằng u phẩy trên 2 căn u, chưa? Y phẩy bằng u phẩy trên 2 căn u. Như cô ví dụ cho các bạn luôn. Ví dụ à, chỗ này tính bao nhiêu nhỉ thằng này? Tính trước 4x3 nhỉ? Còn 3 mình các bạn theo dõi mình nhé, xem là khoảng 4 nhất của cô luôn, được chưa? Y phẩy của bạn bằng u phẩy trên 2 căn u nhé. Ví dụ luôn này,
là y bằng căn bậc 2 của 2 x cộng 1. Đây, bạn nhìn nhá. Khi một cái biểu thức của x như này thì người ta gọi là hàm u này. Hiểu không ạ? Một biểu thức như này gọi là hàm u, hay là nghĩa là một hàm số của x, chưa? Thì người ta có một công thức tính riêng. Các bạn nhớ là sau này các bạn tính thành thạo đạo hàm rồi thì các bạn sẽ hiểu ngay thôi, rất đơn giản nhá. Thì y phải các bạn cứ thế cứ làm như cô thôi. Y phải bằng gì nhỉ? Bằng u phải tức là 2x cộng 1 phần trên 2 lần căn của u, tức là trên 2 lần căn của 2x cộng 1, đúng không ạ? Mà 2x cộng 1 phẩy vừa đấy các bạn học rồi đúng không ạ? Thì nó bằng 2x phẩy này cộng với 1 phẩy đúng không ạ? Thì câu này 2x phẩy là tính bằng k, thì y phải bằng k, tức là bằng 2 đúng không? 1 phẩy thì phải bằng 0, tức là k bằng gì? Bằng 2 đúng không? Nhớ nhá, tính từ con được không? Không, mình tính từ con được, sau tính thành thạo thì sẽ tính dễ hơn, được chưa? 2 lần căn bậc 2 của 2x cộng gì ạ? Cộng 1 là bằng gì ạ? 1 trên căn bậc 2 của 2x cộng gì ạ? Cộng 1 nhá. Đấy là công thức thứ 11 mà các bạn nhớ này. Được chưa? Công thức thứ 12 mà các bạn phải nhớ. 12 nhá. Là y bằng u mũ alpha. Được chưa? Y mũ alpha tương tự u vẫn là hàm của x. U là hàm của x. Nhớ này, y phẩy bằng alpha nhân u phẩy nhân u mũ alpha trừ 1. Nhớ nhá, alpha bằng an, y phẩy bằng alpha nhân u phẩy nhân u alpha này một ví dụ luôn. Giúp các bạn hiểu câu này luôn được chưa? Là y bằng 2 cộng 1 đi, tất cả mũ diện 4 đi. Thì y phẩy các bạn bằng gì? Bởi mũ 3 các bạn vẫn có thể phá hoàn thức được. Tôi muốn các bạn làm bằng mũ 4 không? Chưa? 4 của bạn thì bằng 4 lần nhân với 2x cộng 1 phẩy. Chưa? Nhân với lại 2x cộng 1 tất cả mũ gì ạ? Mũ 3. Đấy nhá. Với 2x cộng 1 tất cả mũ 3 này. Các bạn tính nhân nhỏ cho cô ra đây không? Đơn giản không có gì. Tính cho cô nhá. Con này thì 4 thì có thể nguyên đúng không ạ? 2x cộng 1 phẩy thì vừa đến mình tính ra điện ra 2 rồi đúng không? Đấy, con này nhân với lại 2x cộng 1 tất cả mũ 3. Các bạn hoàn toàn để công thức ở kết quả ở dạng này bằng 8 nhân với gì ạ? 2x cộng 1 tất cả mũ gì ạ? Mũ 3 nha. Chép vào cho cô nhá. Chép cẩn thận đi, bởi vì 15 công thức này là quyết định xương máu khẩn thức 12 các bạn đấy. Tất cả các chương lớp 12 đều phải tính đạo hàm. Nếu như các bạn không biết tính đạo hàm thì một là hy sinh lớp 12 luôn. Rất nhiều anh chị lớp 12 khi mà đến học với cô thì cô thấy là vẫn chưa biết tính đạo hàm, rất là buồn luôn các bạn. Bởi vì lớp 12 mà chưa tính đạo hàm thì coi như xác định lớp 12 rồi đấy. Nên học tốt ngay cho cô tính lớp 11 nhá. Được chưa? Các bạn đến một công thức nữa này. Chép lại đi, đến một công thức nữa nhá. Lúc nữa các bạn là y bằng k trên u. Bạn sẽ có một công thức là y bằng k trên u. Thấy chưa? Và y bằng k trên u nữa. Công thức thứ 13 các bạn là y bằng k nhân u đi. Được, đấy. Thì y phẩy của mình bằng gì? Y phẩy của mình nhá bằng k nhân gì ạ? Nhân với u phẩy. Được, rất là dễ. Ví dụ là y bằng, ví dụ đi, vừa nãy thì y bằng k nhân x đúng không? Thì y phẩy bằng k. Vậy thì bây giờ y bằng k nhân u thì y chỉ bằng k nhân u phẩy thôi. Ví dụ cho các bạn là con này của bạn y bằng căn 3 đi, được chưa? Nhân với gì ạ? 2x cộng 1 tất cả mũ gì ạ? Căn 3. Đấy ạ. Đấy. Nhá, đây diện đúng là k nhân u luôn nhá. Thì y phẩy này cô rất hay luôn đấy ạ, các bạn xem vào. Bởi vì là 15 công thức này cô mong là buổi cuối giờ hôm sau để kiểm tra kết quả các bạn của không một bạn nào quên. Cho cô ghi vô nhá, ở k này các con ghi đi, u phẩy đúng không ạ? Bây giờ mình phải nghĩ tiếp là cái con này này là 2x cộng là của mình ấy, tất cả mũ gì ạ? Mũ 3 ấy, chưa? Đấy, mũ 3 này là cái gì ạ? Phẩy nữa đúng không? Đấy, hoặc là cô cho con này là mũ 4 một đứa rồi không sao, mũ 3 cũng được, con cũng làm được. Thì bây giờ mình phải nhớ ở ngoài đời của mình như thế này là y bằng 2 cộng 1 tất cả mũ 3 ấy. Mà phẩy nó thì bằng gì ạ? Phẩy nhá. Thế con này y phẩy của nó sẽ bằng gì ạ? Bằng 3 đúng không? Nhân với 2x cộng 1 tất cả gì ạ? Phẩy.
nhân với 2 x cộng 1 tất cả mỗi gì ạ? 2, đúng không? Đấy. Thì các bạn chỉ biết con này các bạn như này. Ghi luôn nhá, ghi luôn cho cô nhá, ghi luôn này. Ghi nhanh này. Nào. Ghi luôn nhá. Là y phẩy, đúng không ạ? Y phẩy về này bằng căn 3 mình giữ nguyên nhá. Tham ốc nó khó không rồi. Được chưa? Con này phẩy nhớ là 3 hạ xuống này nhân với 2x cộng 1 tất cả gì ạ? Phẩy nhân với 2x cộng 1 tất cả mỗi gì ạ? Mỗi 2, đúng không? Vậy con này sẽ bằng 3 căn 3. Được chưa? Con này phẩy với mình tính được bằng gì ạ? Bằng 2 nhân với gì ạ? 2x cộng 1 tất cả mỗi 2, đúng không ạ? Con này của bạn bằng 6 căn 3. Được chưa? Nhân với 2x cộng 1 tất cả mỗi 2. Tất nhiên là đi thi thì thông thường kết quả chỉ đến đây thôi, được chưa? Còn nếu như kết quả để đẹp hơn nữa thì các bạn có thể khai triển ra hơn nữa cho cô nhé. Mình sẽ đến với công thức thứ 14. Các bạn chỉ có 14 công thức thôi và cô sẽ dạy cho các bạn một công thức tính nhanh. Thực ra thì trong cái phần này các bạn có rất nhiều công thức tính nhanh các bạn. Đấy, thì sau cô cái phần mà đánh máy cho cô, các bạn được cứu là bài tập các bạn có hết rồi nhé. Các bạn sẽ xem thêm. Cô sẽ lưu cái công thức mà các bạn hay phải gặp nhất trong cái phần làm đạo hàm như thế này. Các bạn làm trước cho cô, học trước cho cô như thế luôn. Và buổi hôm nay thì cô sẽ yêu cầu các bạn làm cái phiếu bài tập của cô là toàn bộ làm bằng tính tay đã, được chưa? Buổi sau cô sẽ hướng các bạn máy tính phần này. Nào, công thức thứ 14. Công thức thứ 14 nhé, khá là quan trọng của các bạn hay bị sai lắm đây này. Y bằng K chia O. Thì y phải các bạn ấy bằng gì ạ? Trừ K U phẩy, K nhân U phẩy trên U bình ạ. Đấy, nhớ cho cô nhé. Trừ K U phẩy trên U bình, ví dụ gì ạ? Là y bằng gì ạ? 3 đi ạ, trên 2 x cộng gì ạ? Cộng 1, được chưa? Đấy. Thì y phải các bạn này, ghi rõ ràng với cô nhé. Bằng trừ 3 nhân với 2 x cộng 1 phẩy trên 2x cộng 1 tất cả bình, được chưa? Đấy. Mà 2 cộng 1 phẩy đấy mình tính là 2 rồi, đúng không? Thì chỗ này sẽ là 6 trên gì nhỉ? 2x cộng 1 tất cả bình. Tất nhiên là đi thi sẽ cho nhiều câu khó hơn thế này nhiều, được chưa? Thế các bạn phải quan trọng là các bạn nhớ công thức thì các bạn sẽ làm được, chứ không có vấn đề gì cả. Công thức thứ 15 mà là công thức mà cô sẽ lêu cho các bạn là cái phần tính nhanh này. Thì kê lên nhá. Là nếu như y ở dạng hữu tỉ như này là ax cộng b trên cx cộng d, công thức mà các bạn sẽ phải thường xuyên tính hàm bậc nhất trừ nhất của lớp 12. Bạn nhớ tính nhanh nhá, các bạn ghi cho cô là công thức tính nhanh như này, công thức tính nhanh nhá. Dạ, là y phẩy này các bạn có thể hoàn toàn đánh công thức u trên d được, lên làm thế này bằng đường chéo thứ nhất là bằng a nhân d trừ c nhân b trên mẫu bình cx cộng d tất cả bình, được chưa? Chấm nhất có nghĩa là a nhân với d trừ đi b nhân c, được chưa? Trên mẫu bình nhá, c nhân b trên mẫu bình. Chờ, ví dụ luôn. Thì thông thường ấy các bạn sẽ phải tính cho cô là công thức như thế, nhưng đây mình tính nhanh. Y bằng gì ạ? X cộng 1 trên nào, được chưa? Trên x trừ gì ạ? Trừ 2 đi. Thì y phẩy nhá, y phẩy các bạn chỉ được là thế này, thế này. 1 nhân với gì ạ? Trừ 2, đúng không ạ? Trừ đi 1 nhân 1 trên gì ạ? Trên x trừ 2 tất cả bình, đúng không? Mình sẽ nhất thì mình nhận 2 thôi. Con này có bạn trừ 2 mà trừ đi 1 là trừ 3 trên x trừ 2 tất cả bình. Vậy là cô đã lêu cho các bạn 15 công thức, 15 công thức tính đạo hàm về các hàm đa thức này, hàm căn thức, được chưa? Hàm vô tỉ. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ làm phiếu trắc nghiệm cho cô nhé. Phiếu trắc nghiệm này thì cô nhắc luôn này, cái phiếu hôm nay cô in cho các bạn là 2 phiếu. Một là cái phiếu liên quan toàn bộ phần trắc nghiệm, được chưa? Một phiếu tự luyện ở nhà nữa, được chưa? Thì hôm nay các bạn tính hết cho cô bằng công thức cho cô trước mắt mình đi nhá. Còn buổi sau thì cô sẽ dạy các bạn bấm máy tính phần đạo hàm để các bạn tính nhanh hơn nhá. Thì buổi sau thì mình sẽ làm tiếp bài này nhá, và mình sẽ học bài mới là tính đạo hàm của hàm lục giác.